5 bánh xe và toàn là xe cọp ha. Fortuner 2019-20 mới có 50.000 cây, một đời chủ và chiếc xe cực kỳ đẹp đây, màu đen, 799 triệu. Innova V cọp 615 triệu, 18.000 km, mã V màu trắng số Sài Gòn. Camry 760 triệu 2018, 70.000 km và Camry 50.000 km. Màu đồng ánh kim rất hiếm, 2.5Q 690 triệu và Kia Morning 335 triệu. Rồi, tới giờ quay rồi. Sắp xe xong chưa con? Ở chết rồi. Trời mưa rồi. Ai da, mưa rồi làm sao đây? Bây giờ lỡ sắp xe rồi, giờ mưa rồi, giờ sao ta? Giờ vô đây thì nó chật quá. Thôi vậy con lấy cho cô cái dù ra đây. Một ngày không thể không lên sóng. Có nhiều người đang rất chờ đợi những chiếc xe hôm nay đẹp quá mà không lên sóng không được. Đây. Rồi. Wow. Để cô coi lại cái xe đã, mấy đứa xong chưa? Rồi. Ô, hôm nay nhiều xe đẹp quá. Xin chào các bạn nha. Hôm nay thực sự là vừa xếp xe xong chạy mưa mà bây giờ đã sắp xếp rồi mà một ngày các bạn đang chờ đợi xe mà không quay thì cũng đáng thật là tiếc, tại vì hôm nay toàn xe cọp không à. Thôi quyết định quay nha. Và các bạn cố gắng coi, có thể là trời mưa nên là xe có thể là hơi mờ, hình ảnh có thể hơi mờ. Nhưng mà không sao, các bạn sẽ có cái nhìn cụ thể và xe như thế nào, giá cả bao nhiêu và chúng ta cùng đi với hình ha. Đặc biệt các bạn, đây là chiếc Kia Morning. Rất ít khi xuất hiện trong kênh của mình, Kia Morning đời 2019 nè. 2019 và giá chỉ có 335 triệu thôi. Xe này có gì đặc biệt, có biển số rất đặc biệt, cặp biển số đẹp cực kỳ này các bạn. Ha, bạn nào thích Kia Morning số tự động và xe đẹp, số đẹp thì lên đây 335 triệu ha, biển Sài Gòn. Rất là đẹp luôn. Quay sơ cái nội thất đi con. Cho khách nhìn sơ nội thất đi. Đây, nội thất đây, đẹp lắm. Cũng camera hành trình đầy đủ nè, DVD nè. Và táp lô đẹp nè. Đây ha, đó. Rất là đẹp, có 335 triệu thôi. Tập lái thì tuyệt vời luôn ha. Rồi. Xe 2019 nha, Kia Morning. Ai yêu thích Camry, hôm nay có một cặp Camry rất là tuyệt vời nè. Bạn này là đồng ánh kim, rất là hiếm luôn. Xe 2016 2.5Q mới 50.000 cây số, 690 triệu. 690 nha. Xe này là 2016Q vừa mới về tức thời luôn. Biển tỉnh ha. Đây các bạn nhìn này, quy ha, sạc pin mẫu, sạc pin không dây có đầy đủ hết, hộp số tự động ha, và lấy thể thao. Đây hai bộ nhớ ghế của 2.5Q tuyệt vời, vô lăng đây, các bạn nhìn đây ha, ở phía sau còn mới lắm. Chà, quay thế này thì màn hình nó có rõ không con? Mưa đây ha, đó, chức năng ở dưới này, ghế rất là VIP. 2.5Q cuối 2016 mới 50.000 cây số nha, 695 triệu. Quay này các bạn thấy không? Đam mê thì không có giới hạn ha, dù là trời mưa. Rồi tiếp theo đây. Khi một khi đã thích là phải làm bằng được à, dù là mưa gió. Đây là một chiếc Camry 2018 mới có 70.000 cây. Và giá hôm nay chỉ có 760 triệu nha, xe bao đẹp biển Sài Gòn luôn. Đó. Xe này biển Sài Gòn nè, bạn nào công ty ấy mua thì cần xuất hóa đơn, xuất được hóa đơn ha. Và chiếc xe rất là đẹp, nội thất da bò rồi. Mở bên kia đi con, mở cái cửa ra quay cái nội thất thôi. Bao nhiêu chỉnh chỉ rồi. Đó, nội thất da bò cũng khá đẹp đấy chứ hả. Đó, 70.000 vô lăng, cần số đẹp lắm. Đây. 760 triệu ha. Đó. Mới có 70.000 cây à. 2.5Q 2018
Và đây chiếc xe này là chiếc xe cộp. Rất tiếc là hôm nay trời mưa. Trời mưa các bạn không được nhìn kỹ. Bạn này mới Innova V 2010 cuối 2016, và đặc biệt một điều mới có 18.000 km. Bốn đát vỏ zin theo xe, con quay bốn cánh vỏ zin theo xe ha. Và V nha, dòng này là dòng V màu trắng, biển Sài Gòn, một đời chủ. Xe mới có 18.000 km. Đây coi nội thất đây. 18.000, cái da zin, da bản V thì chìa khóa thông minh này, ghế điện này. Rồi mâm cũng khác ha, đèn trước cũng khác. Được cái ghế điện nữa, Innova mà ghế điện là tuyệt vời ha. Và cái coi cần số nè, và đây nè, đường nét, từng đường nét coi có đúng chất không. 26 tới giờ mà sao đi ít vậy. Đi mới có 18.000 cây à, coi trần luôn này. Chi tiết đi ha. Rất tiếc là hôm nay trời mưa chứ không là quay chiếc xe này kỹ càng ha. Ngày mai mình sẽ quay kỹ cái xe này. Nè coi những cái bọc đó. Con quay kỹ những cái này nè, cái lớp nỉ bên đây nè. Chiếc xe zin nè, lẹm zin nè. Ghế giữa rời, đúng chiếc xe gia đình ha. Đó. Ghế giữa rời nè. Đó. Mưa quá. Không quay thì ngày mai dồn xe khác lên lại không có kịp thời gian. Tại vì một ngày lượng xe về rất là nhiều. Đây. Lớp trần nè. Đây là quay cái lớp nỉ nè, thấy cô thấy con đẹp quá hả? Đó. Từ đường nát nè, cái này bỏ ra đi. Xe mới lấy về, toàn bộ mới lấy về, tưởng chiều nay không kịp về quay. Rốt cuộc là mấy bạn cũng về nên vừa quay về tới trời mưa. Innova V nha, 18.000 cây. Bạn nào thích xe đẹp thì liên hệ coi xe này, bản V, bản full, 18.000 km, chỉ có đời là cuối 2016. Vỏ xe cua chưa chạm và bốn vỏ còn zin hết, cùng đời 26. Cô rất thích những chiếc xe cọp như vậy mà rất tiếc quá trời mưa. Và chiếc đây cũng đẹp lắm nè, của một nghệ sĩ nè. 2019-20 nè. Quá đẹp luôn. Fortuner số sàn. Cuối 2010, tháng 12-2019, coi như còn 3 ngày nữa là 20. Đúng chất 51.000 km. Nhưng mà xe là nghệ sĩ lên là kỹ càng lắm nè, đẹp lắm. Con nhìn cái vô lăng cho đến cái này cũng thấy đẹp chưa? Thừa nhận đẹp không? Màn hình Android rất tích luôn, xịn. Biển Sài Gòn nữa. Một đời chủ tháng 12 năm 2019. 51.000 cây nha. Đấy, đẹp. Bây giờ đã giá như ta? Mua vô 799 triệu hả? Để 800 nghe nó cao nhưng mà thiệt sẽ đẹp quá, cô không biết nói sao luôn. Màn hình rất tích rồi nè. Con coi phía sau đi, con quay phía sau cho khách coi. Đã xứng đáng đồng tiền mới gạo đó. Xe mới két rồi, đi lịch một chủ luôn. Xe con một nghệ sĩ tên tuổi vậy chứ. Nè, từ đường nét nè. Đi kỹ hơn cô đi xe nhiều khi cô không kỹ bằng bạn này đâu. Kỹ quá, xe đẹp ha. 799 triệu ha, coi như còn mấy ngày nữa là 2020 số sàn. Xe biển Sài Gòn, màu đen nha. Rồi, hôm nay quay nhiêu đó thôi, trời mưa quá. Rồi, đang quay 2, 4, hôm nay quay gửi đến các bạn 5 xe. Tại sao mình vẫn phải quay hàng ngày? Vì mỗi một ngày cái lượng xe nó về, nếu mà để qua một ngày mai á, sẽ bị dồn tắt. Và một số bạn cũng đang chờ đợi để coi cái xe ha. V đây bạn, V đèn này khác nè ha. Các bạn coi cái đèn này. Tiếc quá hôm nay mưa nên là nhìn không thấy được rõ cái chiếc xe cọp như thế này. Nè, mâm miết rồi. Đó. Năm mạng xe và toàn là xe cọp ha. Fortuner 2019-20 mới có 50.000 cây. Một đời chủ và chiếc xe cực kỳ đẹp đây. Màu đen. 799 triệu. Innova V cọp 615 triệu. 18.000 km. Mạng V màu trắng số Sài Gòn. Camry 760 triệu 2018, 70.000 km, và Camry 50.000 km, màu đồng ánh kim rất hiếm, 2.5Q 690 triệu, và Kia Morning 355 triệu ha, 335 triệu. Rồi, toàn là những chiếc xe mà các bạn có thể chọn lựa cho mình ha, rất đẹp.
Rồi Hiền quay tại cửa hàng Hiền Toyota Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ Hiền. Cho nên là cho dù trời mưa, trời nắng như thế nào, có xe về là Hiền quay gửi các bạn liền ha. Tạm biệt và đừng quên ủng hộ kênh và đăng ký kênh nhé. Tạm biệt.